của năm nọ tôi đã mua ra cấp suất rồi à rồi qua tới đầu tháng tôi làm vỡ gương mà cô Liên cô bảo là vỡ gương đọc ông nhân nó bảo tôi cấm này tháng này đi chơi đâu còn cô Liên cô bảo mày đi chơi nó kiểu gì cũng cãi nhau gọi điện cũng cãi nhau mày đừng đi chơi nó quả nhiên ôi rồi cái này chung tình này cũng phải lo tai nó cố tình đến nỗi mẹ cũng phải chấp nhận được để cho anh nó biết là nó tình anh yêu nó như thế nào tuần anh yêu nó hiểu rồi bây giờ nó nhắn lại gì chưa nhưng mà nào ơi thằng cô một tin nhắn nó nhắn cho con bé đấy thì mẹ tao mày đánh chết mẹ ở đây nói đâu cậu nói mà nói đâu nó là thằng nào cầm nó vãi lồn thế nào mà có đánh một bạn bạn nó đang không thấy đâu nó biết tin nhắn nó kích đẻo lại khóc rồi Long mày biến nè. Thằng này có bộ không nhú Thôi, thôi cậu ơi, thôi thôi. Không có gì phải khóc cả. Tao xem máy ảnh đi. Không cứ đi. Không muốn nói chuyện với tao, còn tao gọi cho nó không dùng nghe máy nó. Cứ mà đi là mèo hỏi thằng Dũng. Không qua tao hội trưởng A lúc đấy mà nữa. Một mình tao vào đấy. Rồi, khóc rồi mà. Mày cho tao số tao gọi cho nó tao bảo nó như thế tớ mà gặp con đấy à tớ đập chết nó tao bảo là trong đầu tao thoáng có ý nghĩa không muốn sống nữa nhưng nếu như mà tao phải có con rồi mẹ tao chỉ có mình tao là con trai nếu như tao chết thì không thể quên được gì cả nó lại đi nhiều người khác mà tao chết rồi ai nuôi mẹ tao đúng rồi không phải pin mẹ này mày đưa cho nó không mày đưa pin mẹ mày đưa cho con này không đi về cái nắp tôi rồi. Đây là tao đúng rồi đây là tí nữa tao lao vào này. Một trái tim tan nát. Một trái tim. Nếu nó cứ nói tao nữa được. Không còn yêu tao nữa tao làm kẻ đó là muốn tập trung vào học. Để hết luôn đi. Nó cứ muốn này. Tớ mà cặp nói nhá. Tớ sẽ. Mày biết là mỗi lời nó như là im đi. Kể để cho cậu thổ lộ ra nào. Tao buồn đó. Tao buồn đó. Anh ơi mày nói sao thế nhá. Tao thở đi rồi. Không kể ra cũng buồn, không nhận tớ và tớ là sự thật cũng buồn. Đi mẹ mày. Đó thì cũng bình thường nó không có gì cả. Ta yêu nó đâu phải vì tình cảm vật chất. Ta yêu nó vì tính cách con người, ta yêu nó. Tôi như thằng ba nói, nó là một con gái. Rất còn mãn hiền lành, ta yêu nó, ta rất là quý nó. Thực chất là nó chưa nói rồi, nó có cái gì cả. Nhưng mà tao hỏi thật câu nhớ này. Tớ tạo luôn tâm sự thật với nó. Từ trước đây mỗi khi tao buồn nó toàn mang cái niềm vui cho tao. Bây giờ tao chỉ có người. Nó là người nó tin tưởng yêu thương nhất thế mà nó bỏ tao thế. Nó thân thân có thể sống được với những cái lớn lớn yêu nó. Hôm nay mày phải kèm nó nha, đừng được tất. Mày phải bỏ mày không phải cao ấy. Cậu yêu được mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi. Mày cho tao đi rồi đấy là. Cậu ơi khóc hết nước mắt rồi. Mẹ con chó. Cái này mới đẻ thứ hai để cho con nhắn tin. Mẹ con nhắn tin mẹ nó. Mẹ nhưng mà tao yêu nó quá quan trọng với tao thôi. Không thể tao yêu nó. Một ngày tao nói nó. Một ngày anh có thể nhịn ăn thì cũng không thể. Không nhịn em đi gọi điện em. Dám cả đi. Không nhắn tin gọi điện với nó. Thì tao